quá anh ơi. Tết cái nồi thắt ý 150. Xe này có làm nồi ở đâu rồi nhưng mà giờ nó bị xào quá. Thấy không? Bị rung cái ra đầu. Chủ xe không có chịu quá, qua mình làm lại. Để mình test cho anh em xem nha. Anh thấy không, bây giờ gọi tới đây nè. Đã đứng rồi, hồi lúc nào nó mở tua lú ở ngoài luôn. Trên dưới cờ lẹ. Như vậy mình chắc không có lỗi bị rung cái ra đầu cho anh chủ xe luôn. Đây mình thấy cái con nó ý, khi mình làm nồi xong làm cho nó nhẹ bốc, nó hết bị rung đầu nha. Đây làm món chuông nồi trước thay cái lọc gió đồ chơi, nó giúp cái lưu lượng gió nó nhiều hơn, xe mình nó tiết kiệm xăng hơn nha, như này nó nhẹ nữa. Bây giờ mình lắp vô mình test cho anh em xem. Ráp cái nồi cho mình test thử cho anh em xem. Thank you.